Mở cửa nhà thi đấu boxing của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An, các học viên phát hiện một nam sinh chết trong tư thế treo cổ. Chiều tối ngày 21 tháng 9, ông Trần Văn Trí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, khoảng 1 giờ chiều nay, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An, thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, thuộc đường số 6 đường Đào Tấn, một nam sinh được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. Nạn nhân là em H, 16 tuổi, quê ở Nghĩa Đàn, là học sinh năng khiếu môn boxing của trung tâm nói trên. Nhận được tin báo, công an thành phố Vinh và các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường khám nghiệm. Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể của H, một học viên môn boxing ở nội trú tại trung tâm gần 3 năm qua, cho gia đình đưa về quê hương an táng theo phong tục địa phương. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.